Em tiếp tục khui hàng dòng loa karaoke cho các bác đấy. Mùa dịch Covid như này thì các bác cứ ở nhà hộ em đi, cứ ở nhà hộ em. Em sẽ quay chi tiết giới thiệu cho các bác và những đôi loa này báo cáo các bác là những căn phòng tầm 3-40 m², 20-30 m² đáp ứng rất là tốt luôn. Có nhiều nhà thì đa số là những căn phòng khách của các bác nó chỉ tầm 30 m² đổ lại thôi. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác hai sản phẩm này. Nó là dòng loa đồng trục, có cái con tép đồng trục nó nằm bên trong. Loa này hát karaoke phải nói là cực kỳ hay, bát khỏe, tép trung tơi sáng lắm, nói chung là không chê được. Dòng này thì đã khá lâu rồi, cách đây khoảng 5-7 tháng trở về trước thì em có, ít bây giờ mới về được có 2-3 đôi rồi. Đấy thì báo cáo các bác là đây là đôi loa option. Hiện tại đang có 2 model, một con này là bát 25 và con này là bát 20. Nhưng các bác đừng có chê nó lại thấy nó là bát 20 nhé. Bát 20 của dòng loa BMB hoặc là một số dòng Pro Audio như em bán kia, bát 20 nó đánh đã hát cho các bác quá phê rồi. Nhưng đây bát 20 này là dòng thiết kế đồng trục và nó lại là dòng loa full. Nó full củ, nó cực kỳ nặng luôn. Nếu mà củ nó so với củ loa BMB thì con này nó phải nặng gấp 8 lần. 6 đến 8 lần. Thì khẳng định luôn nặng đến 6 đến 8 lần. Củ nó đây, cái chiều sâu củ nó này, một gang luôn nhá, có nhìn chưa, là một gang luôn đấy. Đây là con option. Đối với lại hai đôi loa này thì em sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Con này là tép đồng trục ở bên trong đấy, tép đồng trục ở bên trong đấy, nó làm cái lưới để cho các bác nhìn thấy thôi, nhưng con tép đồng trục nó nằm bên trong này luôn. Tại sao đây nó có hai đường này, hai đường tín hiệu, một đường tín hiệu này để cấp cho con bát và một đường tín hiệu này cấp phía sau này để cấp cho con tép đằng sau này, con tép đồng trục đấy. Đấy, con này là con bát 20 có mức giá là 4,8 triệu các bác. Và gia đình các bác tầm 30 m² thì bác chỉ cần duy nhất một đôi này cho em thôi nhé. Cọc có chỗ cắm cọc đi rồi, hoặc là các bác để tủ cũng rất là gọn và nó đáp ứng được cái lực hát riêng karaoke mà các bác rượu vào mà các bác hát cái lực nó quá khỏe, mà những đục nhiều đôi loa nó cái ngưỡng nó không thể chịu nổi thì nó sẽ phá hết đấy. Đối dòng loa full này thì nó đáp ứng được cái yêu cầu đấy cho bác. Đôi này bát 20 có mức giá là 4,8 triệu về hình thức của nó đây. Hình thức của nó ở ngoài đấy, hình thức ngoài đây rất là đẹp luôn. 4,8 triệu đôi bát 20. Đấy, về phía sau đấy. Về phía sau của nó đấy. Về phía sau. Con Epson Modern U8. Con này công suất của nó là từ 170W đến 340W một chiếc. Max là 340W, được chưa? 340 gọi là 340 đi. Đấy. 600 gọi là 680. 680W một đôi. Quá thoải mái đấy cho gia đình các bác rồi. Nên các bác yên tâm nhé. Cứ tương em nó về. Đấy. Đấy là con này 4,8 triệu. Đôi loa trợ lời này có mức giá là 2,9 triệu. Đối với đôi loa trợ lời này thì báo cáo các bác là hôm trước em có một lô đấy. Về các bác lấy hết rồi. Vẫn là cái con đấy thôi. Vẫn là con ST40. Nhưng cái lô trước là nó không có cái mút này này. Nhưng báo cáo các bác là cái này này, con nào nó bị gì nó hỏng hết rồi. Nhưng cái mút này các bác về, các bác có thể cắt cái lưới căng này, các bác tự nhét nó vào cái gờ này đây như thế thôi mà nhé. Các bác nhé, tự đẩy nó vào thôi, chả có sao cả, được hết đấy. Đấy vẫn là con ST40 compact monitor, hàng made in USA luôn ạ. 2,9 triệu đôi này. Đôi này dùng để trợ lời thì quá đỉnh. Nhiều bác đợt vừa đây có mua về hỏi em là ô Tuấn ơi, tại sao con này anh thử ở đây nó đánh kém thế nó không lên được. Bác chú ý nhá, dòng này là dòng trợ lời nên các bác phang âm ly với lại đẩy hộ em thoải mái, bác không sợ nhá. Nhiều bác hôm trước về em hỏi bác thử vào đâu, bác thử vào con đầu dàn mini thì bác làm sao bác đánh lên được con này. Con này nó là loa trợ lời cho những bộ dàn hát nó hoặc là sân vườn nó đánh được, thì các bác cứ phang âm ly mạnh khỏe cho em đẩy nó còn pha chịu được chứ nó không phải lo. Nên hôm nay bác về bác thử cái bộ dàn mini thì nó tiếng nó không đủ, tép nó không lên nổi. Nếu chú ý của em, con này 2,9 triệu đấy. Các bác dùng loa trợ lời hoặc loa cho các phòng trà rộng, sân khấu sân vườn thoải mái. Em đang còn 6 đôi nữa đang về, nhưng 6 đôi đấy không có e-căng đâu. Cái e-căng này đây, tự nhét cái e-căng vào thôi nhé, có nhé. Cái e-căng của nó không còn, nói thế cho nó nhanh. 2,9 triệu vẫn 2,9 triệu đấy. Đang còn 6 đôi nữa đang về, bác nào lấy thì đặt em. Hôm trước về được 8 đôi thì hết tất rồi bác nhé. Cách đây khoảng 4-5 hôm đấy. Sang đến bên đây nữa. Sang đến bên đây
thì đó là đôi loa tiếp theo cũng là đôi loa option giống hệt bên đấy, nhưng con này đời khác, có nghĩa là bát của nó là bát 25, mức giá là 6 triệu 9, 6 triệu 9, 6 triệu 9 ạ. À đấy, quên mất, chưa lột cái này lên cho các bác xem. Lột bây giờ phải có người giữ các bác ơi, không là lúc nó lật củ loa xuống là nó vỡ cái là thôi đấy, củ loa xuống nó vỡ cái là chết em đấy. Đợi em chút nhé, nhân viên tháo nó bỏ đây xong bắt đầu về rồi, đến giờ hết giờ. Đây có nhìn chưa, có nhìn thấy, có nhìn thấy phân thần chưa, phân thần khủng chưa, đấy phân thần của nó em rồi đấy, được chưa, phân thần của em rồi đấy. Đây con này phân thần còn bọc hết cả ni lông ngoài, là cả băng dính ngoài luôn, còn gì hết nhá. Sang đây con bên đây, con này là bát 25, mức giá là 6 triệu 9. Củ loa thì con này với con kia củ thì như nhau, khác với cũng không, con kia lúc đấy còn nhấc được vật được, con này thì không thể nhấc được mà phải nhấc bằng đây. Bát 25 nó quá nặng luôn này, so với lại bát 25 những con BMB kia thì em khẳng định con này nó phải nặng gấp 10 lần, thật nặng gấp 10 lần luôn. Này con này à, đây loa đầu trục, tép đầu trục bên trong ạ, tép đầu trục bên trong ở gân vải tầm dầu bằng giấy. Con này bao cho các bác đánh những căn phòng 40 mét vuông thoải mái đi, 40-50 mét vuông thoải mái luôn, bát 25 thôi ạ. Nhưng mà nó thiết kế theo kiểu loa full, con này chiều sâu nó gần 20 luôn nhá, nó full đấy, được chưa, con nhìn chưa. Còn bên đây đây, phân tần thì nó vẫn nằm đây, đây em dợ nhẹ thôi, nó lật mất loa thì chết em đấy. Đấy, phân tần con này thì nó khủng hơn con kia một chút. Được chưa? Đôi này 6 triệu 8 bác nhé. Đôi này đáp ứng cho những căn phòng tầm 4 mét vuông, 4-50 mét vuông đấy, cũng chơi hết. Đấy, tép lồng đồng trục luôn. Đây, của nó đây, mức giá 6 triệu 9. 6 triệu 9 đôi này. 6 triệu 9 đôi này, đây, về phía sau đây. Con kia là con Epson Model 8, thì con này con Epson Model 10. Epson Model 10 công suất từ 170 đến 500W, công suất max 500W. À, vậy là tổng công suất của nó 1.000W. Được chưa? Một đôi. Đây, chịu thế đấy. Nhìn nó một đôi. Các bác phang thoải mái trên, cần duy nhất nó nhỏ gọn. Con này kích thước chiều ngang này, kích thước chiều ngang của nó chỉ tầm khoảng độ 36 35 thôi, chiều ngang 35. Chiều sâu nó tầm khoảng 32 33 35. Chiều cao cho nó 1 2. Chiều cao chỉ tầm 40 đến 42, quá là gọn cho bác rồi. Đáp ứng những căn phòng 40 mét vuông thoải mái. Mà nào có nhu cầu liên hệ với em ạ. Cảm ơn.